Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, sự diễn tiến vào các tâm xảy ra trong từng sát la, nếu nhìn vào một ngày, tâm bất thiện sẽ nhiều hơn mất tâm thiện. Vậy với một người vẫn chưa thoát khỏi khổ, tâm còn đầy dục tham và ô nhiễm như con, khi đó phải làm như thế nào để ngăn ngừa và đoạn trừ tâm bất thiện và phát khởi tâm thiện ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Thì mà nó tùy từng người, có những người cái tâm bất thiện nó mạnh, nhưng mà nó còn tùy những cái tâm bất thiện, nó có nhiều loại bất thiện khác nhau. Có cái tâm bất thiện nó thuộc về tham, có những người có cái tánh tham mạnh, cho nên là những cái dục tham, những cái tham ái nó khởi lên rất là nhiều. Thì với những cái người ấy, mình giống như là những cái bệnh ấy, mình phải tùy từng bệnh mà cho thuốc, thì phải chánh niệm tỉnh giác trên những cái pháp về ni tham, đó là thực hành những cái pháp về bất tịnh quán, thành những cái pháp về niệm về sắc chết, niệm về sự chết, niệm về ba hai thể trược, thực hành những cái pháp tứ đại. Những cái pháp ấy nó sẽ đi đến ni dục, đưa tới ni tha. Còn có những người thì những cái pháp bất thiện nhưng mà nó lại thiên về sân hận, sân hay là tật đố, ganh tị hay là bỏn sẻn hay là những cái pháp trạo hối, thì những cái người ấy lại cần phải thực hành cái chánh niệm tỉnh giác về cái thiền tâm từ, vì ấy phải an trú ở trong cái pháp tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả miên mật thường xuyên, chánh niệm tỉnh giác nhiều. Thì cái chánh niệm ấy do cái công phu mình thực hành từng ngày nó lớn lên dần dần, chứ không phải là mình muốn là nó hết ngay mà nó có thể hết được, mà nó phải trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cái công phu ấy nó phải tu tập nhiều đời, nhiều kiếp, như là những cái pháp bất thiện ấy, vì nó cũng được huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Có những người vì thiên về hưởng thụ những cái tham dục, nhiều đời nhiều kiếp hưởng thụ tham dục rồi, cho nên bây giờ cái lòng tham nó mạnh, mà vị ấy muốn có thể gột rửa được hết cái tâm tham ấy thì cũng phải trải qua nhiều tháng nhiều năm, có khi phải nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái người nào cứ kiên trì, cứ cố gắng, cứ thực hành những cái pháp thiền ấy lâu dài thì dần dần thì nó sẽ gột rửa hết được, như một cái tấm vải mà nó nhơ nhiều năm nhiều tháng thì nó có nhơ quá nhiều, thì người ấy phải giặt nhiều lần, giặt đi giặt lại, gột rửa rất là lâu ngày thì nó mới hết được cái vết nhơ ấy. Như vậy thì cái người nào có cái tâm bất thiện mạnh là do mình đã huân tập nó nhiều đời nhiều kiếp, thì giờ mình cũng phải mất nhiều tháng nhiều năm để gột rửa, để diệt trừ nó. Vậy thì cứ phải thọ trì một cái pháp thiền nào đó, nhờ có cái ô nhiễm nhiều thì mình phải công phu nhiều. Cái người người ta ô nhiễm ít thì người ta sẽ công phu ít hơn, người ta chỉ cần có những người người ta ô nhiễm ít, người ta chỉ cần hơi gột rửa một cái là nó đã trong sạch rồi. Và những người ô nhiễm nhiều thì phải gột rửa nhiều hơn, tinh tấn hơn, phải nỗ lực siêng năng cần chuyên hơn. Một ngày mình phải thực hành cái pháp chánh niệm tỉnh giác, thực hành thì cái pháp thiền đấy 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 12, 14, 16 tiếng, nó tùy theo từng người. Mình ô nhiễm nhiều thì mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, thì dần dần nó sẽ đoạn trừ được cái pháp bất thiện đó bằng cái công phu chánh niệm tỉnh giác và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán của mình, là nó sẽ hết. Cứ thực hành rồi dần dần nó mới hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, với một người phàm phu, nếu như người đó có ác ý với các bậc thánh nhân, thì trong kiếp đó, vị đó không thể chứng đắc được các bậc thiền vậy không ạ? Nếu người đó sám hối nơi bậc thánh nhân, thì vị ấy hoặc không sám hối trực tiếp, hoặc sám hối nơi ba ngôi tam bảo, thì vị đó có thể chứng đắc các bậc thiền không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Cái người mà đang tu tập mà có cái lời nói hoặc là có những cái hành động xúc phạm đến các bậc thánh nhân thì bắt buộc vị ấy phải sám hối trước mặt vị ấy. Chỉ trừ khi cái vị ấy không có ở trước mặt mình thì vị ấy hướng về cái nơi mà vị đó đang sống để sám hối, hoặc là sám hối trước một cái vị trưởng lão lớn có giới đức lớn khác. Hoặc là cái vị thánh nhân nó đã chết rồi thì mình phải đi ra cái chỗ mồ mả của cái vị ấy để sám hối. Còn nếu như mà cái vị ấy chỉ có cái ý nghĩ ở trong tâm, tức là nó chưa phát ra thành cái lời nói, thành cái hành động xúc phạm trực tiếp, thì vị ấy có thể sám hối thầm ở trong tâm cũng được, vị ấy có thể sám hối trước tam bảo cũng được. Đấy, tức là nếu như mình chỉ khởi lên cái ý nghĩ thôi thì cái việc sám hối nó rất là dễ, thì mình lại khởi lên cái ý nghĩ để sám hối là nó cũng hết.
Còn nếu như mà mình đã xúc phạm bằng cái lời nói hay bằng cái hành động trước mặt vị ấy rồi thì mình phải sám hối trước mặt vị ấy. Nếu không sám hối thì nó sẽ làm cái chướng ngại cho những cái pháp chứng được thiền thông và đạo quả, và nó làm chướng ngại luôn cả cái pháp sinh thiên, thậm chí là sau này mình có tạo ra công đức cũng không sinh thiên được. Vậy nên nó phải có cái sự sám hối như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong khi hành thiền hoặc có chánh niệm, người ấy thấy tâm bất thiện khởi lên và khởi sanh tâm tám quý. Lúc đấy, vị đó sám hối ngay trong tâm thì có thể chứng đắc được các tầng thiền không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Nếu như mà chỉ có cái tâm tàm quý ngay trong cái lúc đấy nó khởi lên, là mình có cái tâm tàm quý, cái tâm bất thiện nó khởi lên rồi mình có cái tâm tàm quý ngay lúc đấy, mình sám ngay ngay lúc đấy là nó hết, thì nó diệt diệt trừ được cái triền cái đi, nó diệt trừ được cái tâm bất thiện đấy đi, là cái chánh niệm nó phục hồi trở lại, là cái tâm định nó sẽ phát triển được. Thế là cái lúc đấy là được, lúc đấy mình chỉ cần buông xả được cái tâm bất thiện đấy đi là hết. Thì trong lúc ngồi nó cái triền cái nó sẽ sinh khởi lên, nhưng mà cái mình buông bỏ được cái triền cái đấy thì bằng nhiều cách, đó là mình có thể là buông xả nó đi, mình làm nơ nó đi, hoặc mình phải đối trị nó bằng cái cách tránh né nó, bằng cái cách là thực hành những cái pháp để đối trị nó, một cái cách như là thực hành những cái pháp thiền tâm từ hay thiền quán bất tịnh để diệt trừ nó. Nó có nhiều cái cách để đối trị nữa. Thì khi mình giữ được cái tâm an ổn rồi thì cái chánh niệm nó lại mạnh lên và mình sẽ chứng đắc được cái pháp thiền. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khôi Đào ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Các vị Phật, A Di Đà, Phật Dược Sư, các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Văn Thù, Địa Tạng Vương được Đức Phật tuyên thuyết khi nào, nội dung ra sao, được ghi chép trong kinh sách nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà trong các cái kinh Nikaya như kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Binh Chi Bộ, kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tiểu Bộ, thì trong những cái kinh Nguyên Thủy hay là trong Tam Tạng Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ nói đến các cái vị Phật quá khứ như là Phật Kassapa, Phật Câu Na Hàm hay là Phật Tỳ Bật Thi, Phật Dipankara, tức là 24 vị Phật từ quá khứ trở lại đây, và chỉ nói đến một vị Phật tương lai Mettiza, Phật Di Lặc, còn lại không có nói đến các vị Phật khác nữa. Nhưng mà sau này những cái hệ phái Phật giáo phát triển phát sinh về sau này thì mới phát sinh ra các cái vị Phật sau này, tùy đấy là cái sự phát sinh các kinh Đại Thừa về sau, thì các kinh Đại Thừa có phát sinh ra rất nhiều các cái tên tuổi, danh hiệu của các cái vị Phật, các cái vị Bồ Tát. Các cái vị Phật vừa nói trên đều nằm ở trong các kinh Đại Thừa phát triển. Những kinh phát triển về sau, sau khi phân hình thành các cái bộ phái, các hệ phái, chứ không có trong các cái kinh Nguyên Thủy, các kinh Nikaya. Cho nên là đọc các cái vị đấy có ở trong các cái kinh nào thì sẽ có tên của các vị ấy, thì là các vị ấy xuất hiện trong những kinh đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần trên YouTube ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có người đi câu cá, họ cho con một con vì họ câu được nhiều chứ không phải họ cốt ý. Vậy con có được ăn con cá này không? Con xin sư đã đáp cho con xin cảm ơn sư ạ. Nếu con cá đấy nó chết rồi mà người ta cho mình cái lúc ấy nó đã chết rồi thì mình mang về mình ăn thì không sao. Còn nếu như cái con cá ấy nó còn sống mà mình mang về mình giết mình ăn là mình sẽ phạm vào giới sát sinh. Thì nếu như nó còn sống thì mình nên phóng sinh nó đi. Thì mình không phạm giới. Hoặc là mình ngồi mình nhìn thấy họ câu, rồi họ ấy, mình rõ ràng mình nhìn thấy con cá nó mắc câu rồi họ gỡ câu ra, rồi dần dần con cá ấy nó chết do người đấy câu nên, mà mình nhìn thấy điều đó mà mình vẫn nhận mà mình vẫn ăn ấy, thì nó là mình cũng cái giới nó không được thanh tịnh, không được trong sạch. Còn nếu như mà chỉ vì vô tình mình đi qua rồi người ta cho mình cái con cá nó chết rồi thì mình ăn được, còn cái con cá còn sống
thì mình mà nhận rồi mình tự mình làm thịt nó mình ăn là mình phạm sát sinh. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Đại trên Facebook ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Gần đây khi con cúng dường cho một vị sư, hai thắp hương lên ban Phật. Tâm đầu tiên là sự cung kính và muốn cúng dường, nhưng sau đó lại khởi lên một tâm bất kính, dù con không cố ý. Vậy điều ấy xảy ra thường là do nhân duyên gì và như thế con có mắc tội gì không ạ? Con xin lời khai thị của sư và biết ơn sư ạ. Khi mà mình làm cái việc có những cái lúc mình tôn kính hoặc là những cái khi mình bất kính thì nó cũng có khi nó xuất phát từ tâm ý của mình nhưng mà cũng có khi nó không phải là cái sự cố ý của mình mà nó khởi lên do cái sự tự nhiên khi mà mình cái tâm ấy nó hơi phát khởi lên mà mình nhận ra rồi mình nản nó đi ngay buông nó đi ngay được thì không sao. Nhưng mà khi mà nó phát khởi nên mà mình lại khuynh hướng theo nó thì mình lúc đấy mình mới có tội. Còn lúc nó chỉ là một cái vọng tưởng nó nàng vả đến một cái mình nhận ra một cách nhanh chóng thì mình sẽ không có tội. Vậy thì cái quan trọng cái tỉnh giác của mình phải nhận ra sớm và buông ra sớm thì không sao. Còn nếu mình mà không nhận ra sớm nhờ để cho mình lại đi theo nó thì lúc đấy mình sẽ khởi lên cái pháp bất thiện. Còn cái nguyên nhân đấy nó là do những cái bất thiện của mình nó vẫn còn tiềm ẩn mình chưa hết mà. Cái tham của mình nó còn cái si nó vẫn còn. Vì nó vẫn còn những cái pháp bất thiện nó vẫn tiềm ẩn ở trong mình từ rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên là ở trong mình nó có cái thiện và cái bất thiện nó cứ đấu tranh nhau bởi có lúc thì cái thiện nó mạnh thì cái bất thiện nó yếu đi nhưng mà cũng có lúc cái bất thiện nó mạnh thì cái pháp thiện nó yếu đi có lúc thì hai cái pháp ấy nó cứ đấu tranh nhau đôi khi cái pháp bất thiện nó chưa được diệt trừ nên thỉnh thoảng nó lảng vảng nó đến nó xen tạp vào nhưng mà vì cái pháp thiện của mình mạnh cho nên mình nhận ra mình lại đẩy được nó đi thì khi nào mình đoạn trừ được hết những cái pháp bất thiện rồi cái pháp của mình nó đã thuần thiện nó rất là mạnh mẽ rồi thì lúc đấy nó mới không có khởi lên nữa còn vì cái nhân bất thiện nó vẫn còn cho nên thỉnh thoảng nó vẫn khởi lên nó có thể là do tập khí có thể là do thói quen có thể là do những cái dư âm từ những cái kiếp mình đã làm những việc bất thiện nên cho nên là mình cũng cứ nhận ra nó rồi buông nó đi rồi dần dần nó sẽ yếu đi dần dần những cái mình cứ nó học pháp và thực hành pháp thì dần dần những cái pháp thiện mình nó mạnh lên thì dần dần mình sẽ đoạn trừ được những cái pháp bất thiện này đi thì nó mới hết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Ngọc ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi ở nhà con hay bật tivi, con nghe pháp trên YouTube. Trong lúc nghe, con có đứng lên bán hàng, việc nghe pháp bị gián đoạn. Lúc trưa thì con lại làm. Con như vậy có phạm tội không ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái pháp mà đấy thì nó có phước nó cũng có nhưng mà cái phước ấy thực ra nó không được hoàn hảo nó không được hoàn hảo một cách trọn vẹn nếu như mà một cái người nào mình tạo ra được cái phước cung kính pháp một cách trọn vẹn hoàn hảo ấy thì là cái người đấy sẽ ngồi trang nghiêm nghe pháp từ đầu đến cuối nhưng mà đôi khi vì mình gieo một cái nhân nó có một cái chút khuyết nó có một chút khiếm khuyết thì sau này nó sẽ cho ra cái quả nó cũng có một chút khiếm khuyết nên là ví dụ như sau này có thể cái mình do cái nhân nghe pháp ấy nó thành tựu được cái trí tuệ ở tương lai nhưng mà do cái lúc mình gieo nhân đôi khi mình bị gián đoạn như vậy đôi khi mình vì cái sự rể dua bất kính như vậy cho nên nó sẽ cho ra cái quả tương lai sau này cái trí tuệ của mình nó cũng có giới hạn thỉnh thoảng nó cũng khiếm khuyết một chút đôi khi mình vẫn còn một chút hạn chế sai lầm mà mình không có đạt được cái trí tuệ tuyệt đối hoàn hảo còn những người nào trong khi mà gieo nhân một cách hoàn hảo thì sao cho ra cái quả có được cái tuệ hoàn hảo thì cái pháp của mình là như thế đôi khi nếu như vì bệnh vì cái cơ thể của mình có bệnh cho nên là mình không có thể trang nghiêm thành kính từ đầu đến cuối thì không sao. Còn nếu như mình là người không có bệnh nhưng vì sự rể dua mà mình thiếu đi sự trang nghiêm một chút nào
thì mình cũng sẽ để lại cái sự khiếm khuyết chút đấy. Nhưng mà dù sao mình có cái sự khiếm khuyết đấy cũng còn hơn là mình không có thực hành, không có nghe pháp. Thì mình mà không nghe pháp thì mình lại không tạo ra được cái nhân gì. Vậy thì mình cứ tùy theo mình tạo ra được một chút nào thì sẽ tốt chút đấy. Vậy nên là trong cái lúc mà mình đang phải làm công việc, mình vẫn tận dụng cái thời gian đấy để nghe pháp được thì vẫn tốt, chứ không phải là không tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Chánh Đạo. Con kính bạch sư, con tu tập được hơn 1 năm nay. Hàng ngày con hành thiền chỉ để luyện tập định tâm cho vững vàng. Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi cần sự tập trung như đọc sách hay đôi khi ngồi quán nước ồn ào mà con tập trung suy nghĩ việc gì đó là tâm con ngay lập tức quay về vùng cửa mũi và con cảm thấy những cảm thọ ở vùng này rất rõ ràng. Lúc đó con chỉ muốn tìm nơi nào vắng vẻ để ngồi thiền. Dạ thưa sư, vậy việc hành thiền đó có đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái việc hành thiền như vậy là nó có cái sự an lạc, cái lúc mà mình hành thiền nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự kinh an, và mình cảm nhận được cái sự an lạc đó thì là tốt. Nhưng mà cái sự thực hành thiền như vậy nó vẫn chưa chưa phải là mình đã có cái sự nghiêm túc, chưa phải là mình đã có cái sự thành tâm thành ý, hay là có cái sự chân chánh hay thực hành. Nếu như ngoài những cái thời ngồi thiền một cái cách gọi là tùy tùy niệm như vậy, tức là bất cứ lúc nào chỗ nào mình cũng ngồi thiền cũng được, thì cái đấy là tốt. Nhưng mà mình cũng nên có những cái thời công phu một cách nghiêm túc, như là một ngày mình nên dành ra 1 tiếng hoặc 2 tiếng, và có một cái thời thiền cố định vào một cái giờ nào đó. Và cái giờ đấy là mình buông bỏ các công việc. Mình có một cái không gian yên tĩnh và cái sự ngồi một cách trang nghiêm thành kính, kiết già nâng thẳng để niệm trước mặt, rồi thực hành cái pháp thiền đấy một cách chuyên sâu, thì mình sẽ đạt được cái định thâm sâu cao hơn. Còn những cái lúc rảnh rỗi hay là những cái lúc mà mình tranh thủ nghỉ ngơi trong khi đang làm các công việc ấy, thì mình cũng nhắm mắt vào rồi là mình để tâm trên cái hơi thở đấy, thì đó cũng là hành thiền. Và cái hành thiền đấy nó cũng đem lại cái sự chánh niệm tỉnh giác, nhưng nó ở cái mức độ rất là thấp. Nó rất là thấp, mặc dù nó vẫn có cái sự hỷ lạc, có cái sự kinh an, có cái sự an lạc, có cái sự định tĩnh tạm thời. Nhưng mà nó không không có vào được cái định sâu được. Mình muốn có được cái định sâu thì mình vẫn nên mà đặt cho mình một cái lịch trình thực hành vào một cái thời gian cố định nào đó trong ngày, buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối, và có một cái thời 1 tiếng đến 2 tiếng, đó là cái thời ngồi thiền hành thực hành pháp của mình. Mình phải thực hành một cách nghiêm tịnh, nghiêm túc, cố gắng nỗ lực để đoạn trừ những cái phiền não, những cái vọng tưởng, để nhất tâm chánh niệm tỉnh giác. Rồi ngoài cái thời ngồi thiền cố định ấy ra thì mình cứ rảnh lúc nào thì ngồi chánh niệm một lúc đấy thì sẽ tốt, thì sẽ được. Thế nên là phải có cả 2 cái đấy, có một cái thời thiền nghiêm túc và những cái thời thiền rải rác tùy lúc tùy nơi trong ngày nữa, thì cái đấy cũng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, vị tỳ khưu sử dụng điện thoại và thuê bao đang hoạt động có 500.000 trong tài khoản chính và 300.000 trong tài khoản phụ. Vậy vị tỳ khưu ấy có phạm tội cất giữ tiền vàng bạc hay không ạ? Xin con xin sư cho con lời khuyên về việc nên xử sự như thế nào với số tiền trong tài khoản chính, tài khoản phụ trong SIM điện thoại để đúng pháp, đúng luật ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Những cái pháp này nó tùy theo cái quan điểm, cái quan niệm của từng người. Nếu như một cái người nào đó mình quan niệm rằng là khi mà trong tim này nó có tài khoản và mình mà thọ dụng cái sim này, cái số điện thoại này, là mình sẽ không trong sạch trong cái giới không thọ nhận tiền và vàng bạc, thì tốt nhất là mình hãy xả nó đi, xả cái sim ấy đi, không dùng cái sim, cái điện thoại đấy nữa, để cho cái giới nó được thanh tịnh, được trong sạch. Thực ra cái điện thoại ấy, nó đem lại cái sự ô nhiễm
Niệm là một cái pháp chướng ngại lớn nhất cho cái sự tu tập về nội tâm. Để những cái điện thoại ấy khi mình nghe gọi nhắn tin nó cũng đều là cái sự giao tiếp, nó đều mang lại cho cái tâm có rất là nhiều những cái vọng tưởng, cái phóng tâm, cái phiền não. Và nếu mà nhất là bây giờ dùng điện thoại thông minh có rất là nhiều những cái hình ảnh nó bất thiện, nó gửi lên cái sự ô nhiễm, những cái sự tham dục, những cái sân hận, những cái tin tức phù phiếm nhảm nhí. Cái sử dụng điện thoại ấy, nó sẽ ô nhiễm rất nhiều cái giới khác chứ không phải là chỉ có cái giữ về giới tiền. Cho nên là cái người nào mà muốn thực hành tốt nhất mà vì không có cái công việc gì cần thiết thì không nên buông nó đi, không dùng nó nữa, vứt nó đi là tốt nhất. Sống không có điện thoại thì cái giới thanh tịnh nhất. Còn nếu như mà mình đã sử dụng đến điện thoại thì giới không ô nhiễm giới này, nó ô nhiễm giới khác. Nó không ô nhiễm tâm bằng cái này, nó không ô nhiễm tâm bằng cái kia. Không thể nào mà thanh tịnh tuyệt đối được. Thanh tịnh tuyệt đối được là phải vứt bỏ nó đi. Chứ không sử dụng nó. Còn đã sử dụng nó là sẽ ô nhiễm mà. Còn cái giới thì chỉ có Đức Phật mới có quyền chế giới. Vì bây giờ Đức Phật không chế ra giới. Cho nên là những cái nó phát sinh về sau này. Nếu như mình nói rằng cái điều đó là phạm giới. Thì vào giới ấy ai chế định, ai quy định. Nếu như nói là cái điều đó là không phạm giới. Thì cũng không đúng bởi vì nó rất là ô nhiễm. Vậy cho nên là cái người nào thấy rằng sử dụng cái đấy nó ô nhiễm thì vứt nó đi, đừng có sử dụng nữa. Còn những người nào mà thấy rằng là mình dùng nhưng mà mình vẫn không ô nhiễm thì cái người đấy sử dụng theo cái quan điểm của mình. Cái pháp này là cái pháp tùy theo cái quan điểm, cái nhận thức, cái nhận định của mỗi người. Có người sẽ cho rằng nó là có phạm giới, có người sẽ cho rằng nó là không phạm giới. Vậy thì cái tốt nhất là mình dùng nó mà mình thấy giới mình ô nhiễm, tâm mình ô nhiễm thì mình không nên dùng. Còn nếu mình dùng nó mà mình thấy rằng nó có lợi ích, nó sẽ giúp cho mình học pháp hành pháp tốt hơn thì mình dùng. Đấy là tùy từng người thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nhận thấy mình có thể sám hối, nhưng tâm vẫn chưa tỉnh giác khi hành động và còn tạo ra nhiều lỗi lầm ạ. Kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Cái hành động của mình nó sẽ tùy theo có lúc để nó tạo ra tội lỗi nhưng mà rồi mình lại sám hối rồi mình lại tạo ra lỗi lầm nữa thì nó cũng còn tùy từng việc. Có những cái việc để nó cứ sẽ phạm liên tục như vậy rồi mình cũng phải sám hối liên tục, nhưng mà cũng có những cái việc thì mình phải sám hối với một cái tâm thành ý. Mình sám hối, mình quyết tâm, mình ngăn ngừa không để cho nó phạm ở trong tương lai. Thì có những cái pháp rất là bất thiện mình đã phạm vào thì mình phải ngăn ngừa tuyệt đối, không được để cho nó phạm ở trong tương lai nữa. Những cái pháp nó liên quan đến những cái nghiệp bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình phải, nếu như mình đã phạm mình phải cố gắng ngăn ngừa đừng để cho nó lặp đi lặp lại, phạm đi phạm lại rồi mình cứ nghĩ là phạm rồi lại sám hối lại phạm, và nó như vậy nó sẽ là cái sự coi thường. Và cái hành động sám hối nó không có lợi lạc nhiều. Nhưng mà đôi khi nó có những cái việc nó liên quan đến tập khí, liên quan đến thói quen. Ví dụ như là nghe hát hay là mình hay lẩm bẩm mình hát nó thành cái thói quen. Nó có một số những cái nỗi mà nó là nỗi nhỏ nhặt mà nó thường xuyên. Dễ, nó rất dễ khởi lên. Rất dễ bị mất chánh niệm cho nên nó khởi lên những cái tạp niệm, những cái tâm bất thiện, những cái nỗi nhỏ nhặt ấy thì nó sẽ thường xuyên nó khởi lên nhiều hơn thì mình sẽ sám hối rồi nó qua. Cái khi nào mình có cái thời gian chánh niệm tỉnh giác tu tập chuyên sâu thì nó mới dứt hết được những cái nỗi nhỏ nhặt, những cái tập khí, những cái thói quen bình thường ấy. Còn nếu như mình chưa có cái thời gian tu tập chuyên sâu, chưa có cái chánh niệm tỉnh giác mạnh thì nó vẫn thường xuyên phạm vào những cái lỗi nhỏ này, thì cứ phạm về sám hối rồi nó lại phạm về lại sám hối, và khi nào mình tu tập chuyên sâu thì nó mới hết hoàn toàn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, tại sao câu niệm Phật và lời thọ tam quy được đọc 3 lần ạ? Con xin tri ân sư ạ.
Như là tôi đã đọc 3 lần là để bày tỏ cái lòng thành kính của mình thôi. Khi mình lễ Phật cũng lễ 3 lễ, khi niệm Phật 3 lần, khi thọ những cái pháp là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, niệm 3 lần. Thì đấy là khi mà mình làm một cái việc gì đó nó có cái sự lặp đi lặp lại thì nó có cái sự mạnh mẽ hơn. Cái tâm của mình khi mình lễ Phật hay niệm Phật hay đấy thì nó tạo ra những cái thiện nghiệp, những cái công đức, mà những cái pháp đấy nó được lặp đi lặp lại càng nhiều lần thì nó sẽ càng mạnh, nó càng chắc chắn hơn. Thì cái này, cái con số 3 nó cũng chỉ là tương đối thôi. Để có những cái pháp ấy thì nó có thể lặp đi lặp lại rất nhiều lần, 7 lần, rồi hàng trăm hàng ngàn lần cũng có. Cái 3 lần đấy chỉ là một cái số tượng trưng, muốn thể hiện rằng những cái pháp đấy làm càng nhiều càng tốt. Thì những cái lễ Phật, niệm Phật thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà tối thiểu cũng là 3 lần, với cái ý nghĩa rằng là những cái việc đấy nên là càng nhiều thì sẽ có cái lợi lạc càng nhiều. Thế thôi. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngài thiền sư Sajada Ukundahana có giảng về tạng luật Vinada. Ngài có giải thích là một vị cư sĩ muốn xuất gia, nếu bố mẹ của vị ấy là Phật tử thì vị cư sĩ ấy phải được sự đồng ý của bố mẹ mới được đi xuất gia, còn nếu bố mẹ không phải là Phật tử thì vị ấy có thể tự ý đi xuất gia mà không cần sự đồng ý của bố mẹ. Con thấy trong luật Đức Phật có chế định là khi xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Như vậy, điều giải thích trên có mâu thuẫn gì với sự chế định của Đức Phật hay không? Con kính tri ân sư rất nhiều và kính chúc sư thật nhiều sức khỏe và an lạc ạ. Giới luật khi mà Đức Phật dạy thì mang tính chung chung, và ngay trong thời Đức Phật giới luật cũng thay đổi rất là nhiều ở từng thời điểm. Có những cái thời điểm Đức Phật chế ra giới luật, có thời điểm Đức Phật không chế ra giới luật. Vì giới luật mang cái tính chế định chung chung, vì theo cái hoàn cảnh ấy, theo cái môi trường ấy, theo cái thời buổi cái lúc ấy nên là chế ra cái giới luật ấy. Nhưng mà vào một cái thời điểm khác, cái sự ở một cái môi trường khác thì Đức Phật lại chế cái giới này thay đổi khác đi. Trong giới luật của Đức Phật luôn luôn có sự thay đổi như vậy, không cố định. Thì vì cái lúc mà vua Tịnh Phạm quá đau lòng vì những người thân của mình đi xuất gia, cho nên là mới thỉnh cầu Đức Phật một cái yêu cầu, đó là từ nay có ai đi xuất gia phải được đồng ý của cha mẹ. Và Đức Phật vì nhận lời đó, vì cái lòng kính trọng với phụ vương, cho nên là mới chấp nhận cái lời thỉnh cầu đó, chế ra cái giới là ai đi xuất gia phải được đồng ý của cha mẹ. Còn trước đó thì Đức Phật chưa có cái giới đấy, thì ai muốn đi xuất gia cũng được, chẳng cần đồng ý của cha mẹ. Vì từ cái lúc mà Đức Phật chế ra cái giới đấy thì mọi người sẽ phải có cái sự đồng tình của cha mẹ mới được phép xuất gia. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì như là em trai của ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Lê Bát Ta đi xuất gia thì cũng cha mẹ cũng không đồng ý, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dặn các vị trưởng lão, khi nào em tôi đến đây xin xuất gia thì các ngài hãy độ cho nó, và tôi là cái người đại diện là chấp nhận cái sự xuất gia của nó. Thì đấy cũng là một cái trường hợp mà mặc dù lúc ấy Đức Phật đã chế ra cái giới là phải được đồng ý của cha mẹ rồi, nhưng ngài Xá Lợi Phất biết rằng cha mẹ mình không bao giờ đồng ý cho con cái xuất gia, cho nên là ngài cũng phải dặn các bậc trưởng lão như thế: nếu anh em tôi đến đây xuất gia thì cứ cho xuất gia, tôi là người đã đồng tình cho xuất gia, vậy là được. Mặc dù ngài đâu phải cha mẹ đâu, ngài chỉ là huynh trưởng, là người anh lớn trong nhà. Vậy có nhiều cái canh vậy, có thời bây giờ cũng thế, có rất là nhiều cái người cha mẹ sẽ không đồng tình cho con cái mình xuất gia, nhưng mà chả lẽ vì cái điều đó mà lại làm nỡ mất cái cơ hội xuất gia của một người khác, mà có thể là vì cái sự xuất gia ấy mà người ta có thể đem lại cái lợi lạc cho bản thân, và sau này có thể người ta lại về độ được cha mẹ nữa. Còn cha mẹ còn mê muội mà, mê người trí thì phải đi cuộn theo người mê hay sao.
Vậy cho nên là trong giới luật sẽ có nhiều cách phân tích, nhiều cái cách thực hành, cũng là một cái giới đấy của Đức Phật, nhưng mà sẽ có nhiều cái sự giảng giải. Vậy vậy cho nên là trong giới luật sẽ có những cái chú giải, những cái sự phân tích, những cái sự giải thích, và có những cái sự thực hành làm sao để có cái sự lợi lạc nhất cho cái người thọ trì và thực hành cái giới luật ấy. Vậy cho nên rằng là nếu như mà cứ chờ cho ngoại đạo cho con mình đi xuất gia hoặc tôn giáo khác thì đời nào có chuyện đó. Cha mẹ theo ngoại đạo làm gì cho con cái mình theo đạo Phật được. Vậy cho nên các bậc trưởng lão sau này đôi khi cũng phải phân tích, cũng phải chú giải cái giới luật đó theo cái khuynh hướng có lợi ích cho những người cầu đạo. Vì vậy cho nên là nghe thì có vẻ mâu thuẫn đấy, nhưng mà vì cái lợi ích của cái người xuất gia ấy, cho nên có những bậc trưởng lão sẽ chấp nhận điều đó. Và nếu như có một cái người ngoại đạo nào đấy đến đây xin xuất gia, dù bố mẹ không cho phép, sư vẫn cho người đó xuất gia. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Trúc Nhi. Con xin thành kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, Phật tử tại gia đầu tư chứng khoán và bất động sản có tạo nghiệp bất thiện không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đầu tư chứng khoán và bất động sản, tôi chẳng biết chứng khoán là cái gì, chẳng biết bất động sản là đất đai gì đó, tôi cũng chẳng hiểu, nên là cái đấy nó như thế nào tôi cũng không biết, vì cái pháp này, pháp thế gian này. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Giác Mẫn ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi con chỉ nghe pháp thoại mà chưa được học về thực hành thiền thì con có nên ngồi buông thư, chánh niệm và quan sát tâm mình trong 30 hay 40 phút mỗi ngày không ạ? Có lúc con tập thực hành và thấy nóng bừng ở trán, tâm hơi sân và bực khi ai đó ồn ào hoặc kham nhẫn cho hết thời gian. Con có nên tự ngồi như thế tiếp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi ngồi thì quan trọng nhất là phải biết cách quân bình. Có những cái lúc mà mình ngồi nó cần phải có cái sự thảnh thơi, có cái sự thư giãn một chút. Nếu như mình ngồi mình gò ép quá thì nó ức chế, nó căng thẳng, nó mệt mỏi cả thân tâm. Cái điều đó nó lại không có tác dụng được. Vậy cái lúc mà mình ngồi thì cái lúc đầu ấy thì mình nên để nhẹ nhàng, tư thái thư giãn, thảnh thơi, chánh niệm ở cái mức vừa vừa thôi. Rồi mình nuôi dưỡng cho cái niệm, chánh niệm ấy nó lớn lên dần dần, nó lớn lên dần dần. Khi cái chánh niệm nó mạnh lên rồi thì lúc ấy mình cũng sẽ tinh tấn theo, và mình sẽ buông bỏ được cái vọng tưởng đi. Khi cái chánh niệm này mình nó mạnh lên thì những cái tạp niệm nó sẽ yếu dần đi, và lúc đấy mình tinh tấn lên một cách từ từ dần dần. Rồi cũng có lúc cái tâm mình nó mệt đi rồi thì lúc đấy mình lại cũng giảm cái tinh tấn đi dần dần. Cái tinh tấn nó cũng phải được tăng lên dần dần, nó cũng được giảm lên dần dần, nhưng mà nó nên có cái sự quân bình. Cái tinh tấn nó mạnh quá thì mình cũng phải định lại một tí, cho cái tâm nó tĩnh lặng lại một tí. Khi nào cái tâm của mình, cái tinh tấn nó yếu quá thì mình lại phải chăm chú lên một tí. Nó còn tùy theo từng thời, từng lúc. Vậy thì mình biết cách quân bình được 5 căn. Tinh tấn nó luôn luôn được quân bình với định, hay là tín nó được quân bình với tuệ. Còn chánh niệm thì luôn luôn có ở mọi lúc, mọi nơi. Biết cách quân bình như vậy, đừng để cho cái gì nó thái quá, đừng tinh tấn thái quá, đừng định tĩnh thái quá, đừng có tuệ thái quá, đừng có tín thái quá, thì mình thiện xảo được trong những cái cách đấy là tốt nhất. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Đức Mạnh ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Khi mình tiếp xúc với âm thanh khó chịu, xúc phạm khó chịu, mùi hương khó chịu, thì phải tác ý tâm chân chánh như nào để không khởi lên tâm sân ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mình tiếp xúc với những cái cảnh trần khó chịu ấy thì lúc đấy mình tùy theo mình quán thôi, mình quán những cái pháp đấy, nó cũng mình cũng phải quán cái thân của mình, nó cũng là cái thân bất tịnh, nó cũng là vô thường của vô ngã, hay là mắt tai mũi lưỡi của mình nó cũng là vô thường của vô ngã. Rồi những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài đấy nó cũng là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Rồi cái tâm mình đang nhận biết những cái cảnh không hài lòng, không hoan hỷ này, nó cũng là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Khi mình quán như vậy thì nó sẽ không sân với những cái cảnh ô nhiễm đấy.
Ví dụ những cái cảnh đấy nó là ô nhiễm thì mình thấy rằng là mình cũng ô nhiễm, thân thể của mình cũng ô nhiễm, tâm ô nhiễm, với cảnh nó ô nhiễm là chuyện bình thường. Vì có những cái người mình quá là mình luôn luôn nghĩ là mình thanh tịnh, cho nên là thấy một cái gì ô nhiễm một cái là mình không chịu được, không chịu được, nghĩa là mình là thanh tịnh lắm, không thể chấp nhận những cái ô nhiễm này. Nó một chút ô nhiễm nó dính vào thân, một tích ô nhiễm nó dính vào trong quần áo hay là vào các căn của mình là mình cảm thấy đau khổ, sân hận, bực bội, khó chịu. Nhưng mà với một cái người luôn luôn biết được rằng là cái nội thân bên trong mình nó cũng chẳng thanh tịnh gì, nó cũng ô nhiễm, nó còn ô nhiễm hơn cả những cái bên ngoài, thì lúc đấy mình sẽ thản nhiên, nó sẽ bớt được những cái khó chịu với những cái cảnh không khả ái ở bên ngoài. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, người điên, người mất trí có tạo nghiệp không ạ? Con có nghe những người này họ không có tác ý nên không tạo nghiệp. Con băn khoăn không rõ điều này có đúng hay không ạ? Và phải làm gì để giúp họ ạ? Con mong sư hoan hỷ giải đáp. Con xin tri ân sư ạ. Người điên tâm thần mất trí thì người ta lúc đấy có nhiều kiểu điên, có người điên người ta rất là hiền, mà có người điên người ta rất là dữ. Mà khi mà người ta khởi lên những cái tâm bất thiện, người ta vẫn tạo ra nghiệp bất thiện, chứ không phải nói là cái khi người ta khởi lên cái tâm bất thiện ấy mà người ta không tạo nghiệp bất thiện được. Có những người người ta khùng lên, người ta đánh nhau chửi nhau thì người ta vẫn tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, chứ không phải không. Còn có những người điên mà do người ta điên loạn, người ta không làm chủ được cái tâm của người ta làm gì mà người ta không biết là mình đang làm ấy, thì người ta mới không tạo nghiệp đâu. Lúc ấy là cái quả của cái nghiệp bất thiện nó quá mạnh, người ta hoàn toàn rơi vào cái trạng thái vô thức. Hay là có những người điên là do cái phi nhân nó tác động, nó làm cho điên khùng lên, nên người ta không cố ý thì mới không có tạo nghiệp. Còn có những người người ta khùng khùng lên là do cái tâm bất thiện nó mạnh quá nên là người ta tạo nghiệp. Vậy nó còn tùy từng trường hợp, tùy từng người. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Những vị thiền sư khi biên tịch mà để lại nhục thân như hai vị thiền sư Vũ Khắc Tường và Vũ Khắc Minh, có phải là các vị ấy đã chứng được A-la-hán không ạ? Và trạng thái biên tịch để lại nhục thân như vậy, có phải là đã nhập thiền diệt không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Không phải là cứ chứng A-la-hán hay chứng được các cái đạo quả mới có thể để lại được nhục thân. Để lại được nhục thân thì có rất là nhiều cách thức để lại nhục thân. Có thể là cái người chỉ cần có giới đức thôi, chưa, có thể là cái người đấy không chứng thiền, không chứng đạo quả gì vẫn để lại được nhục thân. Có những người rất bình thường, những người người ta chẳng tu tập thì người ta chết thì mấy trăm năm người thân thì người ta chẳng hoại. Có những ngôi mộ đào lên người thân vẫn còn. Đó, thì cái để lại xá lợi hoặc để lại nhục thân không nhất thiết là người đấy tu tốt hay không tốt, mà cái để lại nhục thân một là do lời phát nguyện của người đấy, hai là sự can thiệp của các vị chư thiên cũng có thể để lại được nhục thân hoặc xá lợi. Mà nếu như mà cái người đấy người ta có đức hạnh tốt, người ta chỉ còn có cái lời phát nguyện hay là người ta có cái công đức gì đấy, người ta phát nguyện mong rằng khi tôi chết cái thân này sẽ không bị hủy hoại, do người ta có cái giới đức hay có cái công đức lớn thôi, chưa cần chứng đạo quả gì hết, thì cái lời phát nguyện đó nó thành tựu, có thể người ta để lại xá lợi hoặc là nhục thân. Hoặc là có những cái người là do chư thiên can thiệp, chư thiên đến và khởi lên cái ý nghĩ rằng mong rằng cái người này chết rồi sẽ để lại nhục thân, để lại cái làm cái niềm tin cho những người khác, thì có thể là do cái sự tác động của chư thiên mà người ta có thể để lại được nhục thân hoặc xá lợi, mặc dù cái người đấy cũng chưa phải là chứng đắc một cái đạo quả gì hết. Có thể là vì người đấy có một chút giới hạnh, một chút công đức gì đó, có thể đáng được sinh thiên giới thôi, cũng đã để lại được nhục thân rồi, chứ không phải là cứ đắc đạo mới để lại nhục thân. Có những người đắc đạo cũng chẳng để lại nhục thân, cũng chẳng để lại xa nợ. Có người thì có để lại nhục thân, có để lại xa nợ. Vậy thì nó không căn cứ là cứ để lại nhục thân là nói là người đó đắc đạo. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Quý cô tu nữ giữ 10 giới có phải là giới sa di ly không ạ?
Việc giữ càng nhiều giới thì sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền tốt hơn đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đúng rồi, giới của tu nữ 10 giới thì bằng với giới của Sa Di Tăng và Sa Di Ni cũng đều giữ 10 giới y như nhau hết, thì đó là cái giới đấy như nhau. Và cái giới ngoài ra thì còn phải giữ giới theo nhiều cách khác nữa, giữ giới bằng cái sự phòng hộ các căn, giữ giới bằng sự nuôi mạng thanh tịnh, giữ giới bằng cái sự các cái sự giữ giới bổn đấy, giữ giới bằng quán tưởng tứ vật dụng nữa, có nhiều cách giữ giới nữa. Và những cái giữ giới đấy thanh tịnh thì sẽ hành thiền được. Chứ mình còn ô nhiễm một trong những giới nào đó thì tâm sẽ ô nhiễm và sẽ khó mà hành thiền được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Bạch sư xin sư cho con hỏi, ly dục, ly ác bất thiện pháp là như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ni dục ni ác bất thiện pháp đấy là một cái trạng thái của một cái người hành thiền mà chứng đắc được sơ thiền. Nó ni dục ở đây là khi các căn nó không còn chạy theo các cảnh dục ở bên ngoài, như là mắt của vị đấy đã được đóng hoàn toàn, cái căn mắt nó không còn chạy theo cái cảnh sắc, tai nó không nghe âm thanh, mũi không ngửi hương nữa, không tham dục với cái cảnh vị, thân không còn ưa thích những cái dục với xúc, và cái ý của mình nó không còn tưởng nhớ đến cái cảnh dục về sắc thanh hương vị xúc, năm cái cảnh dục đấy nữa. Và cái lúc đấy là cái ý thức của mình nó hoàn toàn không hướng đến những cái dục niệm, những cái khởi lên bất cứ một cái tư tưởng gì về tham dục, tức là một cái niệm tham dục về năm cái cảnh kia, sắc thanh hương vị xúc, cái nó không còn khởi lên ở trong ý thức nữa. Bởi vì lúc đấy cái ý thức nó đã khởi lên một cái tâm thiền, cái tâm thiền sắc giới, nó vào an chỉ định, tức là nó chỉ bắt một đối tượng duy nhất. Ví dụ như người đang hành thiền hơi thở mà vào được sơ thiền, thì cái ý thức đấy nó bắt vào một cái cảnh tự tướng đấy, và nó nhận biết cái tự tướng đấy liên tục không gián đoạn, nó không còn gián đoạn, nên là nó không khởi lên bất cứ một cái phiền não về tham dục, nó không khởi lên một cái phiền não về sân hận. Thì ni dục ở đây là nó cái tâm nó không khởi đến cái tâm tham dục nữa, thì đó là ni dục ni bất thiện pháp. Là bốn cái thiền cái còn lại là sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối và hoài nghi, thì đấy được gọi là những pháp bất thiện. Thì nó đều được đè nén hoàn toàn ở trong cái trạng thái sơ thiền đó, vì nó có năm cái thiền chi, nó đè nén năm thiền cái, tầm nó đè nén hôn trầm tứ, nó đè nén hoài nghi, thì nó đè nén sân hận, lạc nó đè nén được cái trạo cử và định, nó đè nén tham dục. Cho nên là năm thiền cái đấy được gọi là dục và các bất thiện pháp đều được ni xa lìa khỏi cái ý thức. Vậy cái lúc đấy cái tâm nó rất là thanh tịnh, vì cái tâm định tĩnh của sơ thiền nó mạnh mẽ, nó không còn cái khoảng thời gian cho những cái tâm bất thiện đấy nó khởi lên, cho nên được gọi là ni dục ni bất thiện pháp. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Đường tăng trong Tây Du Ký có ở trong giáo pháp của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đường tăng ở trong Tây Du Ký là một cái câu chuyện bịa đặt của cái nhà văn Ngô Thừa. Cái câu chuyện này nó cũng dựa trên một cái lịch sử có thật, có một cái vị sư ở thời nhà Đường là sư Trần Huyền Trang có đi sang Tây Trúc học pháp. Vị ấy có trải qua gần 20 năm đi sang bên Ấn Độ và đến cái trường đại học Nananda, và vị ấy đã thọ trì cái pháp. Thì lúc đấy vị ấy sang và gặp thì lúc đấy đạo Phật đã chia thành hai hệ phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì lúc ấy Trần Huyền Trang, vị sư Trần Huyền Trang thời nhà Đường sang cái trường đại học đấy đã học những cái pháp của bên Đại Chúng Bộ, tức là cái học các cái bộ kinh điển về Đại Thừa phát triển, và vị này đã trở thành một cái vị luận sư rất là giỏi, rất là xuất sắc, và sau đó thỉnh những cái bộ kinh đó bằng cái tiếng Phạn và đưa trở về Trung Quốc, rồi lập nên một cái chùa để phiên dịch, lập nên một cái nơi để vị ấy phiên dịch những cái bộ kinh ấy sang tiếng Trung, tiếng Hán,
Và sau đó thì đạo Phật được truyền bá từ Trung Quốc sang rất là nhiều những cái nước có ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì đều học những cái kinh đã được phiên dịch sang tiếng Hán. Thì cũng cái thời đấy thì cái lịch sử của cái vị Trần Huyền Sang là có thật. Nhưng mà những cái cảnh ở trong phim Tây Du Ký là người ta bịa ra, như là thần thông quảng đại đi mây về gió rồi tinh, nhất là những cái nhà văn sau này người ta sáng tác người ta thêm vào bịa ra chứ không có trong giáo pháp của Phật. Thì cái này nó chỉ cho có ở trong cái lịch sử của Phật giáo Trung Hoa, của Phật giáo Trung Quốc thôi. Những cái nước mà có ảnh hưởng bởi Phật giáo bên Trung Quốc, bên Trung Hoa thì có học những cái kinh điển mà của vị sư Trần Huyền Trang này đã đi sang Ấn Độ thỉnh về và phiên dịch ra. Chứ còn ở những cái nước mà không có ảnh hưởng bởi cái đạo Phật của bên Trung Quốc thì không có liên quan, không có dính dáng gì về cái vị Đường Huyền Trang ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Huệ Huyền ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con hành thiền quán đã được một thời gian, do một ngài thiền sư hướng dẫn, đã chuyển được một số nghiệp bệnh trên thân. Tâm con ngày càng trong sạch nhờ giữ giới và hành thiền đều đặn mỗi ngày. Cùng với chánh niệm tỉnh giác trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng bố con lại bị tai nạn hồi đầu năm nay. Khi bố con bị vậy, con có hành thiền phóng sanh, tụng kinh. Cùng với đó, con có thỉnh các sư về nhà tụng kinh, cúng dường, trai viên cho các khóa thiền và chùa. Có những vị tu hành miên mật để hồi hướng phước báo cho bố con. Con cũng đã thỉnh đạo tràng chùa Ba Vàng về nhà để làm lễ cầu an, cầu siêu, làm theo sự chỉ dẫn của đạo tràng. Nhưng có thể do nghiệp của bố con nặng, nên sự chết đã qua, sự sống khó thoát tội. Đến nay, bố con vẫn liệt hai chân, từ ngực xuống đều vẫn chưa có cảm giác. Bố mẹ con không có niềm tin vào Tam Bảo. Con đã cố gắng hết cách để giúp bố con chuyển nghiệp. Con xin hỏi thầy, phước báo từ việc hành thiền hồi hướng, phóng sanh, cúng dường, tụng kinh thì có khác gì nhau và cái nào sẽ nhiều phước hơn ạ? Nếu con muốn giúp bố thì còn có cách nào không? Mong thầy chỉ dạy ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Có rất nhiều cái cách để tạo ra phước, như là chỉ cần khi mà có cái người mà có cái tâm tín thành cung kính ấy, thì người đó chỉ cần thấy hình ảnh Đức Phật, người đó khởi lên cái tâm cung kính, thì cái tâm cung kính nó tạo ra phước, có thể từ cái phước về cung kính Phật, hoặc là phước khi người ta nghe được cái bài kinh người ta cung kính Pháp, hoặc là khi thấy hình ảnh chư Tăng người ta khởi lên cái tâm thành tín cung kính đối với chư Tăng, là nó cũng tạo ra những cái phước. Thì nếu như cái người đấy là cái người có đức tin, khi gặp Tam Bảo Phật Pháp Tăng là người ta sẽ có cái phước từ cái tâm thành kính. Có thể phước sẽ sinh ra từ cái tâm cúng dường, khi mà cúng dường nên Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi. Nhưng mà cái người nào phải có cái tâm, có cái niềm tin và có cái sự hoan hỷ đối với cái sự thành kính đối với cúng dường đấy thì mới có phước. Có thể là người con thương bố mình làm như thế thì chắc chắn là mình có phước rồi, nhưng còn cái người bố đấy mình có niềm tin và có hoan hỷ hay không. Nhưng mà đại đa số những người khi mà người ta đang ở trong cái tình cảnh khổ đau như vậy mà có người làm những cái việc vì họ họ sẽ thường là phát sinh niềm tin, thường thường là có lúc có khỏe, lúc khỏe mạnh ấy, có thể người ta không tin nhưng mà thường thường những cái ở cái thời điểm đó thì người ta sẽ dễ khởi niềm tin hơn, thì giống như là đang có người đến cứu giúp mình mà, thì người ta dễ dàng có niềm tin hơn, thì những cái lúc đấy làm việc phước cũng được. Thì nó phước có nhiều cách như vậy, bằng cái sự cúng dường tạo ra phước, hoặc là bằng cái sự thọ trì tam quy ngũ giới sẽ tạo ra phước. Vậy thì mình hãy ngoài những cái việc đấy ra thì mình phải mời những cái vị thầy có giới đức đến truyền giới cho người bố của mình, bảo người bố là lắng nghe và đọc theo giới, thọ tam quy này, giữ ngũ giới, đấy là phước. Hoặc là nếu như cái hoặc là cái phước sinh ra từ cái sự nghe pháp, có thể là mời một vị nào đó đến giảng dạy về pháp để cho vị người bệnh ấy có thể nghe pháp, nếu như còn đủ cái trí tuệ để hiểu được pháp thì cái phước về nghe pháp đấy nó cũng rất là lớn. Hoặc là cái phước của cái sự tu tập, vị ấy thọ trì một cái pháp môn nào đó để tu tập, như là ở cái thời điểm mà cận tử như thế thì niệm ân Đức Phật, hoặc là một cái người đấy về dạy cho người bệnh đấy niệm tưởng nhớ đến ân đức của Phật, hoặc là thành một cái pháp thiền giải tâm từ,
hoặc là thiền về hơi thở, hoặc là bất cứ một cái pháp gì đó có cái chánh niệm, để phát triển cái tâm thanh tịnh, hay là phát triển cái chánh kiến lên, thì có được cái công đức lợi lạc lớn nhất. Hãy dạy ông cụ là hãy niệm tưởng nhớ đến ân Đức Phật, hình dung ra hình ảnh Đức Phật, rồi tưởng nhớ một cái câu niệm Phật nào đó nó dễ dàng nhất, như là Bút thô kính lễ Phật, hoặc là kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, hay tưởng nhớ đến ân Đức Phật Pháp Tăng, hoặc là nghe cái giảng pháp, nghe tụng kinh, hoặc là cần hoan hỷ với cái việc bố thí cúng dường. Nên đấy là những cái pháp mà nó sẽ tạo ra cái công đức cho cái thời điểm cận tử nhất. Nhưng mà vẫn cái quan trọng nhất vẫn là cái người bệnh phải có đức tin và phải có sự hoan hỷ với những cái công đức ấy, thì mới thọ nhận được những cái công đức ấy. Đó. Chứ còn nếu như mình làm tất cả những cái điều gì đó mà cái người thân của mình không chấp nhận, không hoan hỷ, thì cũng chẳng được hưởng một cái gì hết. Cái quan nhận quan trọng là bây giờ mình phải hỏi cái người thân mình đấy, ông già là có hoan hỷ với cái việc phước ấy không, có chấp nhận cái phước ấy không, phải tùy hỷ, phải hoan hỷ với phước ấy thì mới thọ nhận được cái phước ấy, và khi mệnh chung mới sinh về cái cõi an lành, thì lấy cái phước đấy làm cái nghiệp cận tử để ra đi thì mới sinh về cõi lành được. Còn có những người thì chấp thủ tà kiến quá sâu nặng, người ta không chịu chấp nhận thì người ta sẽ đi theo những nghiệp bất thiện và sinh về cái cõi khổ đau. Điều này không thể biết chắc được. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tuệ Mỹ Nhẫn. Dạ kính thưa sư, con thiền niệm ân Đức Phật, con chụp hình và lưu lại ảnh Đức Phật trong phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca để niệm. Trong khi ngồi thiền thì con nhớ đến hình ảnh này, nhưng lát sau lại nhảy qua hình ảnh khác của Đức Phật trong phim. Sư cho con hỏi như vậy có được không ạ? Con tập trung vào hình người thật tốt hơn là bức tượng ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Trong phim ấy là nó một cái người phàm phu, một cái người đầy tham sân si, đóng giả, mình không nên tưởng nhớ đến cái hình ảnh trong phim. Khi mà mình phải biết phim là đóng giả, nó giả thôi, không thật. Và tưởng nhớ đến một cái bức tượng Phật, bức tranh Phật, mặc dù là đó cũng bức tranh, bức tượng đấy thì cũng không phải là thật, nhưng mà vẫn còn cái sự trang nghiêm hơn. Còn ở trong phim hoàn toàn là một cái người nghệ sĩ, một cái người diễn viên, người ta đóng thế. Nếu một lúc nào đó mình lại thấy cái hình ảnh của cái người đấy, người ta làm những việc bậy bạ, tự nhiên mình mất niềm tin. Nên là mình không nên tưởng nhớ đến hình ảnh ở trong phim làm cái gì, tưởng nhớ đến một cái hình ảnh ở trong tranh thì yên tâm hơn. Và cái hình ảnh đấy cũng không quan trọng, sẽ có lúc cái hình ảnh nó sẽ tan đi, và mình cái ân Đức Phật ấy mới là quan trọng, mình hiểu được ý nghĩa của các ân Đức Phật đấy. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền thiên tật, nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường A-la-hán, 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 niệm mấy câu đấy. Và cái hình ảnh đấy có lúc thì nó sẽ tan đi, nhưng mình nên giữ một cái hình ảnh nào mà mình cảm thấy hoan hỷ cung kính nhất, chứ đừng thay đổi quá nhiều. Mỗi lần thay đổi hình ảnh như vậy nó lại phân tâm, nó lại cái định nó lại yếu đi, nên giữ nguyên một cái hình ảnh mà mình đã lựa chọn, rồi cứ niệm câu đấy liên tục liên tục. Dạ con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã hết ạ. Hồi hướng idam punyam asawa kajam vaham ho tu idam punyam nibbanasa pachajo ho tu mama punya bagam sabbasathanam pachemi Tê sa bê mê đa mang punya bagam na pandu sa du sa du sa du